Lèng là một trong những con đèo nổi tiếng bậc nhất của miền Bắc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại một thôn nhỏ cũng có tên là thôn Mã Pì Lèng. Cái thời điểm mình đến ngôi làng này thì cũng hơn 11 giờ rồi, rất là đói. Và ngày hôm nay mình sẽ thử xin cơm đồng bào người Mông để xem là có xin được một bữa cơm ngon không. Đó. Tất nhiên là ngoài cái việc xin cơm ra thì mình cũng muốn tìm hiểu thêm về đời sống của người dân ở cái khu vực này và có thể là sẽ giúp đỡ họ một chút. Không hiểu sao cái số mình rất hay gặp những người say rượu. Đấy thì trước khi vào ngôi làng thì tôi có gặp một cô cũng giống như cái bà cô hôm trước tôi gặp ấy, cũng say rượu nằm ngủ giữa đường. Không biết là đi đâu chơi về mà uống rượu say đấy. Chào cô nhá. Cô ngủ ngon thật đấy. Thì cũng may là cái đoạn này nó không dốc lắm. Chứ còn hôm trước mình còn gặp một ông chú á. Ông ngủ trên cái vệ đường này xong ông còn lăn xuống dưới cơ. Rất là nguy hiểm. Thôi không làm phiền cô nữa đâu, để cô đi ngủ đi. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào phía bên trong ngôi làng. Hai vợ chồng đang làm gì đấy? Anh đang làm gì đấy ạ? Dạ? À, giặt quần áo à? Đây là mẹ hay là... Đây, vợ. Vợ à? Vợ. À, đây là cái cách giặt quần áo của đồng bào người Mông. Thì 50 tuổi ạ. Hai vợ chồng 50 tuổi rồi ạ? Vâng, vâng. À. 50 tuổi rồi. À. Dạ, có nhà mà. Vâng, vâng. Thưa anh ạ. Vâng ạ. Thì đây là cách giặt quần áo của đồng bào người Mông. Thì chị vợ đang dẫm dẫm như này này thì cho nó đỡ mỏi tay. Và giặt bằng chân thì nó cũng sẽ nhiều lực hơn. Em bảo hôm nay em đi lang thang ấy. Okay. Mà nhỡ giờ trưa rồi ấy. Wow. Anh chị nấu cơm chưa? Hả? Anh chị nấu cơm chưa? Chưa. 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 Thế trưa nay ăn gì? Hả? Trưa nay ăn món gì? Rau của bí. Bí à? Bí của bí ăn rau. Thế em xin một bữa cơm được không? Hả? Em xin ăn cơm với nhà anh một hôm được không? Một bữa. Tôi á? Ừ, ăn cơm đấy. Cơm á? Ô, ăn rồi. Nấu cơm để ăn cơ mà. Nấu cơm á? Ừ. Từ từ. Tí. Em ăn cơm với anh ấy. Hả? Em xin một bữa cơm ấy. Ăn rồi, ăn rồi. Anh ăn đã. Vâng. Anh ăn cơm á? Vâng. Có vâng. Một miếng thôi. Một miếng á? Thôi, một miếng thôi. Không, ý là nhà anh ăn cơm chưa ấy? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn rồi. Đi, hôm nay đi trồng ngu về ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn rồi. Ồ, thế là định xin một bữa cơm nhưng mà là không có à? Không. Để đi trồng ngu về thì ăn rồi. Ăn rồi. Vâng. Dạ. Chú cho các bạn này. Tàu nhá. Tóc tạt kiếm một cái. Đủ chưa? Đủ rồi. Cây mẹ quên. Đủ hết rồi. Đủ. Thế không ăn cơm mà em xin bát cơm. Ăn rồi. Ăn rồi à? Bạn đi trông ngu về thì ăn rồi. Gia đình anh sống ăn cơm mất rồi. Vâng, ăn rồi. Rất tiếc là không thể xin được nhà anh một bữa cơm. Thôi không sao. Vâng. Vâng ạ. Thôi tạm biệt gia đình anh sống thì mình thử đi sâu vào phía bên trong một chút nữa xem là còn gia đình nào cứ mang mình cái buổi trưa ngày hôm nay không. Cái ngôi làng này thì trông khá là chủ phú khi mà nhìn ở trên cao. Và cũng có rất nhiều hộ dân. Hầu như là toàn những gia đình được xây rất là kiên cố bằng gạch. Ở đây thì gặp một gia đình đang quay những cái sợi vải lanh này. Chào cô ạ. Chào em nhá. Dạ chào. Em đang làm gì đấy? Không làm gì à? Thế đây là mẹ em à? Dạ phải ạ. Phải à? Thế nhà mình đâu? Nhà mình cũng ở đây ạ. Ở đây à? Ừ. Thế anh hỏi chút là nhà mình ăn cơm chưa nhở? Vẫn chưa. Chưa à? Vâng. Thế bây giờ đang giờ trưa nhỡ nhàng rồi cho anh xin một bữa cơm được không? Thì anh góp thêm thức ăn gì đấy? Không cần. Không cần á? Thế nhà mình có gì ăn rồi? Không có. Thế bây giờ thì cho anh ăn nhờ một bữa thì anh góp cũng được mà. Được không? Vậy không cần. Không cần á? Vâng.
Thế không có gì ăn thì trưa nay mình sẽ ăn cái gì? Ăn mèn mén. Mèn mén à? Vâng. Ừ. Thế chồng em ở nhà không? Nó đi làm. Nó đi làm rồi à? Vâng. Anh vào nhà em chơi một xíu được không? Nhà đấy. Ừ. Xem mà cơm nước như nào nhá. Nếu quá nó chê chùa. Nó chê mùi mà. Được không? Được. À, đây là mẹ đúng không? Mẹ chồng à? Ừ, đây là mẹ. Mẹ đẻ hay mẹ chồng? Mẹ chồng ạ. Mẹ chồng à? Cô có hàm răng bằng vàng này. Một hàm răng rất là ánh lên cái sự giàu có. Đi, đi vào nhà đi. Ừ. Thế chồng đi làm lâu chưa? Ăn Tết xong nó đi làm. Ừ. Con gà kia không? Gà nó chạy vào cả nhà thế này à? Đây cũng không phải là nhà của em. À đây không phải nhà của em. Không phải. Thế nhà em? Đây em ra đây chơi à? Vâng. Ồ. Thế mình ăn cơm trưa chưa? À đang cắm cơm à? Đang nấu. Đang nấu á? Xem là gia đình ăn cơm gạo hay ăn cơm ngô này. Đây là à cơm gạo. Thế được rồi, có cơm rồi. Bây giờ đi tìm thức ăn nhỉ? À, vẫn không biết ra tìm gì ăn. Không biết tìm gì ăn. Thế bây giờ như nào nhỉ? Có giúp đỡ anh được không? Giúp gì? Giúp kiểu ăn cơm hay đói. Không có cái gì để nấu. Không có gì để nấu à? Ừ. Thế để anh thử đi vòng một ngôi làng này sẽ anh xem hỏi mua được gà không thì em nấu giúp anh nhá. Được không? Dạ không cần đâu ạ. Thế à? Thế bây giờ có mỗi cơm trắng thì làm thế nào nhỉ? Không biết. Không biết. Cô bé này chắc cũng hơi ngượng một chút. Thế anh đi một vòng ngôi làng nữa nhá. Nếu mà không ai giúp đỡ nữa thì anh ăn cơm trắng được nhá. Thế phần anh một ít cơm nhá. Được. Được đúng không? Ừ. Ok. Rồi mình thử đi sâu vào phía bên trong này một chút nữa xem như thế nào. Khi mà tiếp xúc với những cô gái ở vùng cao ấy, thậm chí là những cô gái đã có chồng như cô gái vừa nãy thì thường mình nhận lại được là hầu như là sự ngượng ngùng, không hiểu vì sao nhá. Đi đâu cũng vậy, kể cả là các bạn nhỏ tuổi hơn hoặc các cháu ấy, tầm 12, 13 tuổi ấy, cũng rất là ngại ngùng. Thì con gái người Mông ấy, họ bị lấy chồng rất là sớm. Thường nếu mà không được đi học là sẽ tập trung vào việc lấy chồng luôn. Có vẻ có thể là không muốn lấy chồng đâu, nhưng mà bố mẹ rồi gia đình mọi thứ nên là các bạn đều phải lấy chồng sớm. Nên rất ít bạn lấy chồng muộn, nếu mà tầm khoảng 20 tuổi, 22 tuổi là coi như là ế rồi. Đấy, đấy là theo mình cảm nhận, theo mình biết như vậy. Không biết là có chính xác không, nhưng mà những cái cô gái mình gặp là thường là như vậy. 15, 16 tuổi đã có con rồi. Thậm chí là 17, 18 tuổi là hai con đeo hai bên rồi. Đó. À, ở đây thì có một gia đình và xung quanh nhà được xếp bằng những cái bức tường đá rất là cao như thế này. Đấy. Đây là một nét đặc trưng ở trên vùng cao Hà Giang, và đặc biệt là những ngôi nhà của người Mông. Họ làm rào xung quanh nhà bằng những bức tường đá rất là cao như này, rất là công phu. Ồ, gia đình nhà trông có vẻ giàu có. Anh chị ơi, có ai nhà không ạ? Ôi, chó. Ôi, thôi. Chưa đi xin được miếng cơm nào, chó nó đớp cho thì thôi. Khỏi ăn, khỏi uống luôn. Thôi, tránh xa. Đấy, thì những bức tường đá này nó thể hiện cái sự công phu, cái sự tỉ mỉ của gia chủ. Để làm được cái này cũng rất là tốn nhiều thời gian và công sức. Ồ, chỗ này nó còn bị sập xuống rồi đây này. Ôi, nhiều chó lắm. Sợ chó.
Ngôi làng này im lìm thật đấy, không thấy người mấy nhở. Thôi, cuối cùng tôi lại quay trở về với cô gái này. Cái công việc của em ấy thì là tước những cái sợi vải lanh này đấy. Cái này thì nó làm từ chính những cây lanh mà bà con trồng ở xung quanh những ngôi nhà của mình. Cái này là em làm để bán hay làm cho gia đình dùng? Bán à? Vâng. Thì bán thì bán theo hình thức nào và cái giá trị của nó như nào em nhỉ? Em vẫn không biết nữa. Không biết à? Em làm thôi chị. Họ làm em vẫn không biết nữa. Ừ. Thế anh hỏi tí là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1999. 99 à? Vâng. Mấy con rồi? Ba con. Ba con. Đấy. Là bao nhiêu tuổi lấy chồng? Chắc là 20 tuổi. Lấy chồng thế là muộn đấy nhỉ? Vâng. Chị nó. Bà bảo gì em? Gọi ăn cơm. À, gọi vào ăn cơm à? Vâng. À. Anh ăn vào ăn cùng với mẹ em. Cả em nữa? Em không ăn đâu, em ăn rồi. Đi, bởi vì bà có nói được tiếng phổ thông đâu, thì mỗi em nói được mà. Em biết nói. Đây, em đang nói lên thôi, thế em đang nói tiếng gì? Đi, nhá. Đi. Đấy, một cô gái cũng rất là thân thiện và có tấm lòng giúp đỡ người khác. À. Có cái gì ai mà? Lá mỏ. Lá mỏ ô. Không có à? Thì bây giờ có chỗ gà nào để bắt không? Cái không. Bên trên kia cái nhà bán hàng nó bán gà chín. Gà chín à? Hay là em gái chạy đi mua gà được không? Ủa em không. Hả? Còn gà không? Ồ cái bữa cơm tôi xem nào. Bữa cơm bà dọn ra cho mình như sao không nhỉ? Cái này là bà dọn ra cho anh à hay là cả nhà? Là. Cái này là bà dọn cho cả nhà ăn à? Vậy. Đấy à. Nào cả nhà vào ăn cơm đi. Cái sự xuất hiện của mình thì cũng khiến cho mọi người hơi ngượng ngùng một chút. Mà đây này. Hôm nay thì gia đình ăn cơm gạo. Nhưng mà cái món của họ đây này. Đấy. Chỉ loanh quanh bí và bí thôi. À hóa ra là bà dọn ra để cho mình ăn thôi. À bà đi lấy thêm gì đấy à? Mén mén. À lấy thêm mén mén à? Thế thì chỉ có ăn mà. Thế mấy đứa nhỏ này nó không đi học à? À vừa về ạ. À. Là được đi học hết đúng không? Ừ. Đi vào nhà đi. Cứ đi ra đi vào để xem bà dọn một bữa cơm. Lo mọ. Lo mọ. Tôi thấy bà đang chuẩn bị ăn cơm thì lại trèo lên gác. Lấy một cái bát để cho anh ăn cơm. Lấy một cái bát cho anh ăn à? Vâng. Mặc dù mình là người lạ nhưng mà bà với cả em cũng rất là tiếp đón và sẵn sàng cho mình ăn cơm cùng. Đó là điều mình rất là quý. Nhưng mà em nói dối là nói đùa đấy, em chưa ăn đúng không? Em chưa ăn đúng không? Ăn rồi. Em chỉ là đang ngại anh nên em không ăn. Không phải ạ. Em ăn trước rồi. Ừ. Hay là em không thích ăn mèn mèn với cả thích ăn bí? Có mà. Thế à? Ủa? Bà ơi, cẩn thận. Bà trèo lên lấy bát rồi, cẩn thận ngã. Những người phụ nữ ở nhà. Ơ thế đàn ông nhà này đâu hết rồi? Là đi làm mà hết rồi. Đi làm thuê hết rồi à? Vâng. Ừ. Chỉ để phụ nữ và trẻ em ở nhà thôi. Vâng. Thì cái hình ảnh này nó cũng gần giống như một vài cái làng quê ở Việt Nam. Cái thời hiện tại thì thường là khi mà tôi đến thì họ chỉ có phụ nữ, trẻ em, người già ở nhà thôi. Chứ còn đàn ông là đi ra ngoài làm kinh tế hết. Thì đây chính là cái nhìn chân thực nhất về một bữa cơm của người đồng bào Mông ở vùng núi đá Hà Giang. Đó. Rất ít khi có thịt xuất hiện trong bữa ăn của họ. Anh bảo một tháng thì gia đình mình ăn thịt mấy lần?
Dạ. Một tháng thì gia đình sẽ ăn thịt được mấy bữa? Ta mua thịt lợn hay thịt gà? À, có tiền thì ăn từ 2-3 bữa, nhưng không có tiền thì một tháng ăn một bữa. Một tháng một bữa à? Vâng. Thì bọn trẻ con cũng vậy à? Ừ, cũng vậy. Ừ. Thì qua cái mâm cơm này thì mọi người cũng có thể hình dung ra được là cái sự mộc mạc trong cái chuyện ăn uống của đồng bào người Mông. Thì cái này cũng một phần là do điều kiện kinh tế. Có nhiều tiền hơn thì có thể là sẽ có những cái món ăn nó ngon hơn. Còn hiện tại thì như thế này là cũng đủ để chắc bụng rồi, no bụng rồi. Thì bây giờ chỉ cần đảm bảo no cái bụng đã thì ngon thì tính sau. Ngày hôm nay đến với gia đình bà và gia đình của Mai thì tôi quyết định sẽ ủng hộ gia đình một chút để có thể là tối nay các con rồi bà có một chút kinh phí để mua thịt ăn. Tôi biết là gia đình cũng sẽ có một chút tiền trong nhà, nhưng mà bởi vì họ rất là tiết kiệm, họ sẽ không tiêu tiền vào cái việc mua thịt hay mua thức ăn, mà họ chỉ dùng những cái đồ mà mình có sẵn thôi. Bà ơi, bà, em nói giúp anh nhá, thì con gửi bà một món quà. Tối chiều nay bà có thể đi mua một ít thịt để ăn cơm được không? Thế. Thì... anh có ăn không? Anh sẽ ăn. Anh muốn tặng bà một món quà đã để có thể là bà mua thêm thịt để ăn cơm chẳng hạn. Bữa tối nhá. Tối á. Thế anh có ở cùng ăn không? Tối nay á? À? Chắc là anh không. Anh chỉ muốn đến chơi với gia đình thôi. Thì có duyên gặp được gia đình nào thì anh vào chơi với gia đình đó để tìm hiểu cuộc sống của từng gia đình một. Và cũng rất là cảm ơn Mai đã tiếp đón anh. Bà ơi, bà. Bà ơi, bà đang mải mê ăn cơm. Cảm ơn bà đã cho con ăn nhờ một bữa cơm ạ. Con tặng bà. Đấy, cái mình mong muốn là chỉ là mang đến cho những người đồng bào những cái niềm vui nhỏ nhỏ như này. Không cần quá lớn đâu, chỉ cần như vậy thôi. Là mình cảm thấy ấm áp rồi. Thế thì qua bữa cơm với gia đình thì để cho các bạn cũng có một cái nhìn về cuộc sống của đồng bào người Mông, mặc dù rất là khó khăn, mặc dù còn nhiều cái vất vả, nhưng mà cái tình người của đồng bào thì đúng là không nơi nào có được. Đấy, gia đình có gì thì ăn đấy và sẵn sàng mời vào nhà và chia sẻ. Có gì thì ăn cùng nhau thôi. Tôi gặp một cô bé rất là xinh xắn, nhưng mà bụng cô bé này, ôi trời ơi, không biết vì làm sao mà bụng nó to như này nữa. To như cái trống luôn, trương lên luôn này. Ôi thương con quá. Bụng to hơn cả người luôn. Mai sao em không ấy cho nó? Đứa này nó bị làm sao? Bụng nó to lắm. Nó ăn cơm no rồi. Ăn cơm no á? Dạ. Sao no gì mà no như này? No quá đấy. Con của em à? Phải. Không phải à? Phải. À con của em đấy à? Ôi sao để con bụng to thế? Anh vừa cho con bé kia 50.000 đấy, phải con em không? Không phải. Bé bên kia ấy. Bên kia không phải đâu. Không phải con em à? Vâng. Thế đây mới là con của Mai à? Đây mới là. Thế đây nhà Mai đâu? Đây à? Đây là nhà Mai á? À? Sao không giới thiệu cho anh từ đầu? Ngại. Ngại à? À hóa ra đây mới là nhà của cô bé Mai. Để xem nào. Vì cô ấy cứ ngại mình từ đầu. Trời ơi, cái nhà của Mai này. Thì cũng có một cái bếp ga thì ở dưới này thì đang đốt cái gì ấy, nhưng mà nhà của Mai cũng sập sệ quá mọi người. Hai vợ chồng dọn ra ở lâu chưa? Ở 4 năm. 4 năm rồi. Vâng. Mà chưa làm được nhà mới à? Không có tiền làm. Không có tiền làm. 4 năm mà ngôi nhà nó vẫn như này chứng tỏ là cũng quá là khó khăn đấy. Hóa ra cô ấy ngại mình nên là không dám đưa vào nhà. Thế chồng ở đi làm ăn tận đâu? Chồng đi làm xa. Xa là ở đâu? Vẫn không biết. Không biết luôn.
Bên cạnh những ngôi nhà được xây kiên cố ở cái ngôi làng Mã Pì Lèng này thì còn có những cái ngôi nhà như ngôi nhà của Mai thì nó còn vẫn rất là tạm bợ. Mai ơi, ra đây anh Bảo. Anh Bảo, bây giờ anh cũng vội về rồi ấy, thì anh có một ít quà gửi cho hai, gửi cho con. Thì em mua gì cho nó ăn nhá, anh cũng không có nhiều tiền đâu. Nhá. Vâng. Cứ cầm lấy coi như là... Để em không cần đâu. Thôi, anh không cho em, anh cho cháu thôi. Cầm mua gì cho cháu nhá. Để em xin. Ừ, anh không cho em, anh cho cháu thôi. Thì mua gì cho nó ăn nhá. Vâng. Xong xem anh thấy bụng nó to quá thì xem nghiên cứu như nào nhá. Vâng. Ừ. Thôi chào em nhá. Anh đi đây. Dạ vâng. Hẹn gặp lại nhá. Vâng. Ừ. Thank you.